Em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lan rừng hàng độc sư giá Bắc Tây Nguyên và chiều hôm nay là ngày 24 tháng 11 của năm 2024 và chuyến hái lan rừng con tum hôm nay thì em có về được một số loại để chia sẻ cho cô chú cùng với anh chị là siêu tâm và chuyến hôm nay thì em có về được các loại sau thì đầu tiên đó là lan thanh đạm hàm long thanh đạm hàm long thì em có 10 hình và thanh đạm cánh bướm là em có một hình thì thanh đạm cánh bướm thanh đạm cánh bướm thì là hình số 11 có giá là 120 và hình số 2 à, hình số 12 là th... là gấm Thượng Hải hay còn gọi là mèo hoang thì em có một hình có giá 100.000 và hình số 13 và 14 là lan hài vàng hay còn gọi nữa là kim hài một cái dòng lan hài mà cho hoa rất là đẹp là em có hai hình và hình số 15 là lan lọng xòe hoa trắng hoa trắng vàng của rừng ngâm tôm và hình số 16 là lan xô mực Hình số 17 là combo kim diệp xuân và vạch đỏ đấy thì đấy là tất cả mà các loại lan mà hôm nay em muốn chia sẻ cho cô chú cùng với anh chị là sưu tầm nhá cô chú anh chị muốn sưu tầm hình nào cứ việc là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965611179 và em tên là tú hoặc là cô chú anh chị có thể là nhắn tin qua zalo hoặc qua mff qua snf cho em cũng được đấy để cho em xin là tên địa chỉ kèm theo là số hình lan và loại lan mà cô chú anh chị muốn sưu tầm nhé thì ở uh, uh, đây là cái lan thanh đạm hàm long này cô chú anh chị một trong những dòng lan thanh đạm mà cho hoa rất là to đây hiện tại thì hoa của nó đây đang vào mùa hoa của nó rồi đấy đang vào mùa hoa của nó hoa nó y hệt như là một cái đầu cái miệng của con rồng của cô anh chị đấy hoa của nó xòe ra thì cũng phải được hơn 10 cm đấy cô anh chị nhìn cái hoa to không đặc điểm hoa rất là nổi bật đó thì cái dòng lan thanh đạm hàm long thì về cô anh chị một là ta có thể trồng vào trong chậu sử dụng là giá thể vỏ thông và vỏ thông vụn hoặc là dớn vụn nhé đấy còn không thì là cô anh chị có thể là ghép lũa đó ghép lũa hoặc là cột lên cây Rồi còn gấm thượng hải thì là dòng đơn thân dễ gió thôi đó thì cô anh chị cũng có thể là ghép uh, cây đó. thì để không mất nhiều thời gian của cô chú cùng anh chị thì em sẽ quay rõ từng hình và báo giá cụ thể luôn nhé. Đầu tiên là em có cái hình số 1 của Lan Thanh Đạm Hàm Long là một cái nguyên bản luôn. Một cái nguyên bản siêu đẹp, cô anh chị có thể nhìn thấy nhá. Đó, một cái nguyên bản cực kỳ đẹp của cái hình số 1 Lan Thanh Đạm Hàm Long có giá là 150 rưỡi Và hình số 2 có giá là 100 000 cho một cái dề luôn, nguyên dề rất là lớn. Và hình số 3, hình số 3 có giá là 100. Hình số 4 có giá là 100. Hình số 5 có giá là 100 Hình số 6 có giá là 100 Hình số 7 có giá là 100 Hình số 8 có giá là 100 Và hình số 9 có giá là 100 Hình số 10 có giá là 100 Hình số 11 có giá là 120 Đây là cái thanh đạm mà uh, uh, cánh bướm nha anh chị Một nguyên bản này Đấy một cái nguyên bản này Và ba dê rơi uh, Thì trong uh, đây thì nó có bám chung thêm cả một cái dê thanh đạm hàm long nữa Đó đây là cái hình số 11 của lan thanh đạm cánh bướm và thanh đạm hàm long có giá 120 và gấm thượng hải hay còn gọi là mèo hoang có giá là 100 ờ, hài vàng hay còn gọi là kim hài của rừng con tôm có giá 100 hình số 13 và hình số 14 cũng có giá là 100 hình số 15 là lan lọng xòe của rừng con tôm nhá cô nhị lọng xòe nó ra hoa trắng vàng á Đấy, thì em có một hình thôi là cái hình số 15 này có giá 100 và hình số 16 là lan dâu mực thì em có giá có một hình thôi cũng có giá là 100 nghìn cuối cùng là cái combo nguyên bản vạch đỏ và kim điệp xuân có giá là 100 nghìn đó đây là tất cả các cái loại lan mà hôm nay muốn chia sẻ cho cô chú cùng với anh chị chưa tâm thì rồi, mọi người muốn sưu tầm hình nào cứ liên hệ đến em nhé và em xin chào tạm biệt tất cả mọi người hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh lan rừng hàng độc sư giá Bắc Tây Nguyên rồi em xin chào cả nhà